ya memang ya, ya, Pak. Negerinya. Dengar. Thank you.
cho cô để nhận gặp mặt các thầy cô cùng tất cả các em. Lời đầu tiên thì xin chúc sức khỏe tất cả các thầy cô cùng các em mạnh khỏe, công tác tốt và làm ăn phát đạt. Thầy cô hát thì bây giờ cô còn khó giọng nữa, thầy cô sẽ đọc một bài thơ khi mà cô mình yêu. Cô mình yêu thì cô làm cái mấy câu này. Vâng. Trở về trường cũ, mong rất nhớ, nhớ bàn, nhớ ghế, nhớ bàn, nhớ viên phấn trắng khi bài giảng, nhớ mắt đen tròn ngước nhìn lên, nhớ nền bục giảng in dấu cũ, giáo án bây giờ soạn cho ai, dấu biết ở đời quy luật thế mà sao trong già cứ bâng 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 bâng. Chị Đen ạ, có tiếng ở trong giới làm thơ, cho nên hôm nay là rất là muốn là cô chia sẻ như là đọc tặng cho chúng em một bài. Thank you.
đồng môn đồng niên khóa 84. Một lần nữa xin được cảm ơn các thầy các cô, và chúng em cũng xin được kính chúc các thầy các cô luôn luôn sức khỏe ạ. Và bây giờ em lại muốn được thầy hát cho các bạn lên đây. Trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân, đàn ca hôn tôi nhẹ lưng, biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đêm mai có nhau trong đời. Ngày xưa thân nghe hồn nhiên, là tôi mộng mơ thân tiên, trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân, đàn ca hôn tôi nhẹ lời, biết đâu mai đây là nơi tôi đến.